Bà An Khôi hỏi: Kính chào sư, con xin kính hỏi sư về việc lối sống ăn cơm trước kẽn của giới trẻ ngày nay. Lối sống cởi mở đã du nhập vào Việt Nam và việc ăn nằm với nhau đã trở thành một điều đã được bình thường hóa. Dù là nam, con không cảm thấy việc này là nên à. Khi con tranh luận với bạn gái cũ của con, bạn đều có những câu phản biện. Miễn là hai bên đồng thuận có biện pháp an toàn vào điều đó, cũng chẳng hại ai cả. Con bị á khẩu vì không biết đáp lại thế nào. Con nói việc phóng dật như vậy là mất phẩm giá người phụ nữ, nhưng bị chê là cổ hủ và gia trưởng khi không mở lòng với lối sống thời đại này à. Thưa sư, dù cả hai bên đồng thuận thì nó cũng là phạm giới phải không? Nếu được, con xin sư có thêm lời sách tấn và phước lợi của việc kiên cử này để con có thêm niềm tin và vào hành trì giáo pháp hơn. Thưa với quý vị, chắc có lẽ sư cần phải nhắc lại ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Đức Thế Tôn nói: Này các tỷ kheo, số người mà sau khi thân hoại mạng chung sanh về cõi người, cõi trời là rất hiếm. Này các tỷ kheo, mà số người sau khi thân hoại mạng chung sanh về các khổ cảnh như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì rất là đông. Số đông là số đi theo địa ngục. Nhớ dùm sư nghe. Cứ bây giờ thiên hạ có phong trào gì thì cứ nhớ dùm, coi chừng, bởi vì số đông là số đi địa ngục. Thành ra là mấy phong trào này nó không có cái gì để mình phải băn khoăn. Nếu như mình có là cái người lạc loài thì cũng tốt thôi. Mọi người cùng nhau nhảy xuống hố, mình đứng ở trên thì mình lạc loài. Mà nếu như mình khôn thì mình đứng, còn mình dại thì mình đi theo. Thế thôi. Còn cái chuyện mà nó có hai khía cạnh như thế này. Một là cái chuyện phạm giới hay không phạm giới. Thì thứ nhất, làm ơn làm phước đi học lại giùm sư. Sư có nói rồi ha, cái chi phần của giới không tà dâm là nó như thế nào. Ở đây sư chỉ nhấn mạnh một chuyện. Thứ nhất là dù cho cả hai bên đều đồng thuận, nhưng nó còn một vấn đề nữa là cha mẹ hai bên có đồng thuận hay không. Đặc biệt ở đây là cha mẹ bên nhà gái. Thí dụ như người mẹ, cha mẹ và họ hàng bà con luôn nghe, của cô gái xác nhận rằng bây giờ nó lớn rồi, nó muốn ngủ với ai là chuyện của nó, tôi không can thiệp, thì như thế sẽ không phạm giới. Còn nếu như cha mẹ họ hàng họ không xác nhận sự kiện đó, thì nếu như mình ăn nằm với người ta là mình phạm giới. Đơn giản thế thôi. Bởi vì người nữ đó sẽ nằm trong cái dạng là được gia đình bảo hộ, còn trong sự bảo hộ của gia đình. Khi nào mình kết hôn rồi đó, người phụ nữ đó không còn trong sự bảo hộ của gia đình nữa, thì khi đó mới không có vấn đề gì. Một số nền văn hóa như là văn hóa của Mỹ chẳng hạn, thì con gái đến 18 tuổi là nó tự do cái thân của nó. Khi đó cha mẹ không còn sống trong sự bảo hộ của cha mẹ nữa, thì như vậy mới không có chi phần này. Còn ở các nước Á Châu, đặc biệt là Việt Nam, thì nó vẫn còn cái trường hợp là con cái còn dưới sự bảo hộ của cha mẹ. Dù là bao nhiêu đi chăng nữa, chưa kết hôn thì vẫn còn trong sự bảo bọc của cha mẹ. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận cái chi phần này. Cái vấn đề thứ hai là ngay cả khi mình không phạm giới đi chăng nữa, tức là cha mẹ họ hàng xác nhận là nó lớn rồi, nó muốn ngủ với ai nó ngủ, ngay cả trong trường hợp như thế ha, tức là mình không phạm giới, thì việc mình đắm chìm trong các dục bản thân nó cũng là điều không nên. Bởi vì bản thân việc đắm chìm trong các dục ấy, nó là nhân cho các đọa xứ. Thành ra là chúng ta cần phải cẩn trọng về vấn đề này. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm về vấn đề này hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Có một điều mà Đức Hạnh Tuệ nói mà sư cũng rất là tâm đắc, mà quý vị nên
cần phải lưu tâm đặc biệt. Tại sao là sư nhấn mạnh cần phải lưu tâm đặc biệt? Thưa quý vị, mình phải hiểu á, những lời dạy của Thế Tôn là những cái lời dạy của ngài á, là đa phần phần lớn á, là đi ngược với dòng đời. Là gì? Ví dụ mình á, bình thường đi, đối với thế gian đi, là mình có thể là lúc nào thích ăn ăn, lúc nào thích ngủ ngủ, lúc nào thích chơi chơi đó, hay là cái việc mà uống rượu mà gọi là uống sức khỏe nha, sư nói uống sức khỏe nha, đó là ngày uống chung rượu ngủ lon bia, thì đó là đó thế gian, đó là bình thường không, đâu đó người ta, đối với người ta đâu có gì đâu. Nhưng mà những lời dạy của ngài á, đi ngược không, cho nên mình phải hiểu. Bởi vậy á, có một điều á, mình phải cần quan lưu tâm đặc biệt là như vậy nha. Khi mà đã nói pháp thế gian á, mà gọi là xu hướng không, gọi là trào lưu, gọi là trend á, thì mình phải cần đặc biệt, mình cẩn trọng. Cẩn trọng bởi vì sao? Bây giờ sư ví dụ cho quý vị một điều đi. Tại vì nếu mà cứ nói là cái quan điểm thế gian là như vậy, ở nước tôi là như vậy, ở xóm tôi là như vậy đó, rồi cái dân gian bà mình hồi xưa là như vậy, thì bây giờ nó xảy ra vấn đề như vậy nè, quý vị nghĩ sao? Ví dụ bây giờ trong cái làng của quý vị, hay là trong cái tỉnh quý vị đó, có quan niệm là khoảng nửa năm á, hay là khoảng 2 tháng đi, phải giết một con gà hay giết một con vịt đó, thì đó như vậy là cái truyền thống bà xưa như vậy để xả xui à, thì quý vị nghĩ là cái này nè, là nó không có gì hết, tại vì đối với thế gian mà bình thường mà. Rồi thậm chí quý vị biết cái ngày gọi là ngày cá tháng tư đó à, nói là ngày gì, ngày nói dối à, quý vị nói là ngày này người nói dối, nó bình thường, nó miễn nó không hại người ta thôi à, nói chưa vui thôi, nhưng mà đâu phải, thưa vị, cái đó vẫn phạm nói dối thôi chứ, nhưng vẫn phạm, vẫn gọi là quy về cái lời Phật dạy, và cái đường mà quý vị hướng tới sinh tử luân hồi thì nó là chướng ngại thôi đó. Rồi cái việc mà uống rượu uống bia, sư nãy sư nói mình nó quan niệm là trời, ngày uống rượu Đức Phật dạy là không uống bia, thì tại vì sư từng nghe nha, sư vừa mới nghe cách đây khoảng nửa tháng này, có một cái vị cư sĩ kia mới nói như vậy, mà sư nói xong sư im lặng luôn, sư hết dám nói luôn, cái nghĩa là người đó cũng biết về đạo Phật, cũng biết về đạo Phật, rồi cũng biết về tam quy ngũ giới đó, nhưng mà mới nói là vậy, mới nói sư ơi, con nghĩ là Đức Phật á, cấm uống rượu là đúng chứ không phải sai, đầu sư nghe sẽ có lý lắm, thấy à không được, nhưng mà con nghĩ gì nè sư, uống rượu á, Đức Phật cứ cấm uống rượu á, là cấm uống rượu á, mà đến nỗi say xỉn, đến nỗi say xỉn nha, Đức Phật cấm uống rượu đến nỗi mà say xỉn á, làm hại người ta rồi hại bản thân mình đó, thì cái đó mới là sai. Còn uống rượu á, mà giống như con uống nè, ngày uống lon bia, ngày có uống ly rượu thuốc, thì không không chưa không chưa có nghĩa là đó không không phải không phải phạm đâu, thì khi mà nói vậy xem lặng luôn. Cho nên những cái thuộc về thế gian gọi là xu hướng, gọi là trào lưu, những cái văn hóa dân gian tập tục á, thì mình phải cẩn thận không, để không khéo mình mà hiểu sai chính pháp rồi mình tà kiến đó. Điều đó rất quan trọng. Còn ở đây á, vì hỏi là dù cả hai bên đồng thuận á, thì có phải phạm giới không, thì xin thưa sư cũng đồng ý với quan điểm như Đức Hành Tạng, có nghĩa là Đức Hành Tạng có giảng rõ vậy đó, là cho dù hai bên đồng thuận không, thì riêng phần mà người nam á, là chắc chắn là phạm, thưa vị, chắc chắn là phạm rồi. Còn riêng người nữ á, nữ có một, tại vì có viên nữ á, là có cái phần mà nó rất phức tạp như vậy, là sao? Tại vì người nữ á, nó liên quan tới 20 người con gái đàn bà, mà người con trai hay đàn ông á, không nên đụng tới đó. Thì riêng về khoản này á, thì sư cũng đồng ý với Đức Hành Tuệ là với Đức, có thể quý vị có thể xem lại cái giới này của cái bài giảng trước cô Đi Đức không. Rồi ngoài ra quý vị cũng có thể tham khảo á, quý vị muốn xem rõ thì tham khảo cái tài liệu mà Pháp Hành Giới của Ngài Pháp á, cũng có nói rõ về chi tiết này để quý vị hiểu rõ hơn không, tại vì cái giới tà dâm này rất là nhạy cảm, thưa vị, không? Ngay cả hai bên đồng thuận cũng vậy đó, là gần như là 90% đó vị, gần như 90% là phạm, chỉ có một số trường hợp đặc biệt thôi, là người nữ không phạm nha, chứ nói rõ người nữ không phạm nha, còn người nam là chắc chắn trăm trăm phạm, cho dù hai bên đồng thuận. Thì riêng cái phần mà 10% đó, tại sao mà người nữ không phạm đó?
thì quý vị có thể tham khảo quyển Pháp Hành Giới của ngài Hộ Pháp thì cho rõ, tại vì ở đây cái vấn đề nó khá là dài, không mà thời lượng cũng cho phép, cho nên quý vị cũng hoan hỷ cho quý sư. Ông xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Ta qua câu hỏi tiếp theo.